Thượng tướng Trần Văn Quang, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1917, mất ngày 3 tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội. Ông còn có tên gọi là Trần Thúc Kính, quê của ông ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ 1935 và hai lần bị thực dân Pháp bắt giam. Ông là chính ủy đầu tiên của đại đoàn 304 khi đại đoàn này được thành lập vào năm 1950. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ: cục trưởng cục tác chiến tư lệnh kiêm chính ủy quân tình nguyện Việt Nam ở Lào, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam hai khóa, từ 1992 đến 2002. Ông được thăng thượng tướng năm 1984